Ngọc Hoàng. Và ngoài ra cái tình hình biến động nhân sự của năm nay là rất thấp và thấp lắm Ngọc Hoàng ạ. Ví dụ như là TV2 hay là TV3 là nhân sự biến động chỉ còn lại có 10%. Úi giời ơi. Này, 10% ở lại đã là mừng rồi đấy. Tưởng biến động cả 100%. Vần quá. Thế ta hỏi Khanh chứ cái việc ta giao cho Khanh từ đầu năm là xây dựng mô hình đánh giá năng lực nhân viên thì bây giờ kết quả thế nào rồi? Dạ mô hình đánh giá năng lực nhân viên ạ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cái thời buổi này giá trị nó đảo lộn hết cả, chả biết đâu là chuẩn mực để mà đánh giá. Nên đề nghị Ngọc Hoàng là cho đổi cái tiêu chí đánh giá năng lực nhân viên thành đánh giá thể lực của nhân viên. Cái này là có vẻ là khả thi hơn đấy. Thế còn cái hệ thống chất lượng của Khanh thì thế nào? Hệ thống chất lượng năm nay ở Hạ Thần đã cho triển khai hệ thống CMMI và ISO 27000. Đang làm hai cái món đó thì sực nhớ ra 9000. Thế à? Thế là làm tiếp 9000. Ừ. Thế sao lại là lại Tảo ơi? Tảo vừa vừa thôi, Tảo chấp chọc kinh quá. 9327 thế nào mà 3 năm nữa trả được cái 27000. 7749 là chết cả nút luôn. Ôi dồi ôi, gỡ mồm quá vừa nói chết một cái gì thôi đấy nhở? Có cái gì đâu mà Tảo ở quý đấy nhở? Cái đèn trần nó rơi mà. Ôi dồi đèn trần chết là chết Ngọc Hoàng rồi, đầu chết rơi 5-3 cái ăn nhầm gì mà nó thật cho Tảo ấy. Người khôn ý là phải biết chọn chỗ mà đứng gì đứng cái chỗ cái đèn trần nó rơi xuống, thế mà còn trách ai. Này ngồi bồ thế thì ta ngồi đây nó đã an toàn chưa? Ngọc Hoàng là cứ yên tâm thì an toàn, cái hệ thống đèn trần này là Ngọc Hoàng đã ghi nhận rồi. Thế nên ấy, nói gở mồm ấy, nó mà có rơi trúng đầu Ngọc Hoàng thì Ngọc Hoàng dám tự chịu. Dạ thần là cũng có muốn làm thế đâu, nhưng mà chị Tài là chị ý rõ ràng lắm, nhận cái gì để ký. Bên Táo Công Nghệ hôm qua vừa ký cho thần 12 mét thẳng với cả 2 mét rèn rồi đấy. Thế vậy ta có phải ký cái toilet ở bên cạnh ta không? Dạ Ngọc Hoàng nói thế nào, cái ngày vàng Ngọc Hoàng còn phải ký như là cái toilet. Quan đề cái nào Ngọc Hoàng ấy là Ngọc Hoàng ký hết. Trời, nhưng mà người ta lại không ấy ở đây, ta lại ấy ở bên kia. Thật ra thì thần cũng có muốn tiết kiệm đâu, khổ lắm. Nhưng mà Hạ Thần là nhận chi chồng từ chị Tài chính. Chị Tài lương thì ba cọc ba đồng, biết lấy tiền đâu ra mà chi nên phải tiết kiệm mà. Chị chồng như thế nào, Tài chính chi chồng cho anh làm sao? Dạ vâng, vậy Hạ Thần xin chị luôn. Nếu mà theo đúng lịch chi thứ năm thanh toán thứ hai là có tiền, thế mà cứ nhận liên miên thứ năm thanh toán thứ tư mới nhận tiền. Trời ơi, anh ăn nói quá, tốt quá làm gì nữa. Tốt có tiền là thứ tư mà thứ năm mới phải làm thủ tục thanh toán làm gì. Bây giờ Ngọc Hoàng lại bấy cái nhầm. Dạ thứ tư là thứ tư tuần sau ạ. Mà hôm nào mà chị mà bực mình lại không được vui ở đó có gì tuần sau nữa. Quẹt thẻ thì
thì mít của thần là tự động tin luôn là nghỉ. Mà chẳng may mà đi làm lúc 11 rưỡi thì tin là muộn thôi. Tao thì không phải là người làm nhân sự, tao làm sao mà hiểu được đây là cái chính sách mà mềm dẻo và linh hoạt cho nhân sự đấy. Mềm có đúng không? Dẻo. Mềm dẻo thôi. Cái hệ thống thông tin của nhà Khanh thì thế nào? Dạ năm vừa rồi là hạ thần cũng cho siết chặt lại cái cơ chế bảo mật. Tao lúc mà vào tinh đàn ấy là phải có đầy đủ chứ hoa chứ thường. Bảo dạ vâng ạ. Hoàng thượng ạ. Hôm nọ thần mới thử test một tí rồi, thần mới hát con tin ti rồi còn lướt được cả bảng lương của thiên đình đấy. Trời ơi. Này, tại sao lại có cái chuyện như thế? Không biết đâu, để thần nói cho Ngọc Hoàng nghe. Ví dụ như là ơ cao của cái anh này là táo bộ ăn bằng ti ti trước cơ. Bát hút rất là đơn giản là bố ta. Dạ thần, thần sẽ cho sửa chữa ngay. Kiểm tra lại bát cốt của toàn bộ tinh đình cho ta. Dạ vâng ạ. À, hôm nay các thầy báo cáo giả quá, ta mệt quá đi. Bây giờ còn báo nào chưa báo cáo thì vào nốt, mà báo cáo ngắn gọn thôi. Dạ, có thần. Như ta đây là công nghệ tóc, lại tuồng ta lên đây báo. Lão đường và tốt.